quản lý tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, làm sao để công khai, minh bạch. Cơ quan chức năng trả lời về chế độ mai táng phí đối với người có công, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội qua bưu điện, chuyển diện tích rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng khác. Kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình hộp thư truyền hình hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những năm qua, việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội còn nhiều bất cập, nhưng lại chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh về quản lý, thu chi đối với lĩnh vực này. Do không phải ngân sách nhà nước nên việc đòi hỏi, công khai minh bạch thường gặp khó khăn. Từ ngày 19 tháng 3 năm 2023, Thông tư số 04 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội có hiệu lực thi hành. Đây là văn bản pháp lý quan trọng góp phần quản lý minh bạch tiền công đức, tài trợ tại các di tích và lễ hội. Thăm vãn cảnh đền chùa cầu bình an, phát tâm công đức giọt dầu là nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt mỗi khi tới các cơ sở thờ tự tín ngưỡng. Ở một số nơi, số tiền công đức là rất lớn nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ, sử dụng tiền công đức không đúng mục đích, công tác thu chi còn thiếu công khai, minh bạch. Hàng năm ra Tết cũng như là vào các ngày lễ thì chúng tôi đi đền chùa thì chúng tôi cũng có đóng góp một cái phần công đức cho đền chùa. Thì nguyện vọng của chúng tôi, thứ nhất là cái tiền công đức đó thì một phần để là tu sửa lại là các đền chùa. Thứ hai nữa thì cũng mong muốn là cái tiền công đức đó được minh bạch, công khai và sử dụng đúng mục đích. Để tránh tình trạng thương mại hóa và lợi dụng tổ chức lễ hội vì mục đích kinh tế, từ năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 18 về việc tiếp nhận quản lý và sử dụng nguồn công đức tại các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Theo đó, đơn vị quản lý di tích mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước để quản lý nguồn công đức bằng tiền. Căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định số lượng hòm công đức tại các di tích, nhưng mỗi di tích không quá 3 hòm. Trường hợp có nhu cầu đặt thêm hòm công đức phải báo cáo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét quyết định. Quản lý công đức thì gồm có thành lập các cái tổ, rồi là có sổ, danh sách, ra soát và mở hòm thế nào để có một quyết định hết. Tức khi mà mở hòm công đức thì gồm có những ai và tất cả đều phải lập trong sổ và được theo dõi. Thế cũng không thể tránh khỏi những câu chuyện là khi người ta đặt giọt dầu mà đặt không đúng quy định. Ví dụ họ đặt trên bàn thờ, họ đặt các cái cúng thờ, cũng có thể nó không thể kiểm soát hết được. Nhưng mà khi đã đưa vào trong hòm công đức thì đó đã được kiểm soát. Về cái khâu quản lý của di tích Đền Mai Bảng thì trong cái ban trực gồm có 8 thành viên. Trong 8 thành viên đó thì cơ cấu một tổ trưởng, một kế toán, một tổ quỹ đều trực tiếp ngay két vào mở két ra. Mở két ra xong là kiểm điểm xong, lập biên bản và 8 thành viên đều ký vào. Còn về cái chi phí thì như vậy là chi phí đúng mục đích đều có biên lai chứng từ rõ ràng. Trong năm 2022, qua thống kê, từ 7 di tích trọng điểm có nguồn thu do các địa phương quản lý, tổng số tiền từ nguồn công đức nộp qua kho bạc nhà nước là hơn 26 tỷ đồng. Trong đó, đền ông Hoàng Mười có số tiền công đức lớn nhất với hơn 17,5 tỷ đồng, đền Cơn hơn 5,5 tỷ đồng, đền Hồng Sơn 1,3 tỷ đồng, đền Quả Sơn 1,1 tỷ đồng. Là một trong những điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng ở Nghệ An, mỗi năm đền ông Hoàng Mười đón khoảng 120.000 lượt du khách. Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên đã thành lập tổ giám sát các hoạt động liên quan đến công đức đền ông Hoàng Mười với 6 thành viên. Mọi nguồn công đức đều được ghi vào sổ vàng hoặc ghi phiếu công đức. Tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023, số tiền công đức tại đền ông Hoàng Mười là gần 5 tỷ đồng. Nguồn công đức sau khi kiểm đếm được nộp về tài khoản mở tại kho bạc nhà nước. Trong thời gian qua, công tác tiếp nhận quản lý và sử dụng nguồn công đức đã được thực hiện theo quyết định 18 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn những nội dung bất cập cần được điều chỉnh kịp thời. Các cái nguồn công đức mỗi lần được kiểm đếm thì được phân bổ theo cái quy định 45% là nguồn chuyển vào nguồn ngân sách của huyện để trùng tu tôn tạo, rồi là 35% là chi hoạt động thường xuyên tại đền và chi trả phụ cấp cho lao động tại đền, 10% thì chi cho an sinh xã hội của địa phương và 10% thì chuyển về nguồn bảo tồn của tỉnh.
tại đây là 50. Bây giờ cái nguồn hiện vật á, chúng tôi tiếp nhận là có 9 cây vang. Thì trong hướng dẫn quyết định 18 thì cũng không nói là cách giải quyết cái chỗ này như thế nào. Và chúng tôi cũng đang đề xuất là Ủy ban tỉnh cũng như là Sở Văn hóa cần có tham mưu cái hướng dẫn này. Và trong cái thông tư 04 á, cũng đã nói rất rõ là các cái hiện vật kim cương đá quý thì sau này sẽ có hướng dẫn là có thể quý bằng tiền mặt đóng vào cái nguồn công đức của đền. Tránh trường hợp là để cái hiện vật như thế thì bây giờ chúng tôi cũng rất là lo lắng. Tại thông tư số 04 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về việc mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức tài trợ theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử. Khi tiếp nhận tiền mặt, phải mở sổ ghi chép đầy đủ. Đối với tiền trong hòm công đức định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần, thực hiện kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận. Các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định được thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào hòm công đức để kiểm đếm chung. Việc Bộ Tài chính đưa ra thông tư để giúp cho các cơ sở có thể quản lý thu chi một cách minh bạch, đồng thời sử dụng làm sao những cái việc công đức của thập phương ba tánh vào các cái nhu cầu phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Thì thông tư 04 ra đời thì là giúp cho cái công tác quản lý nhà nước trong cái vấn đề quản lý tiền công đức ở các cái đền chùa và các cái di tích thì nó sẽ thuận lợi hơn, tránh cái việc mà chi tiêu không minh bạch, quản lý được cái tiền công đức chặt chẽ hơn trong cái công tác thanh quyết toán rõ ràng và cụ thể hơn. Hiện nay thì chúng tôi đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã, thứ nhất là kiện toàn lại toàn bộ cái ban quản lý các cái di tích trên địa bàn. Thứ hai nữa là chỉ đạo Ủy ban các phường cũng như ban quản lý di tích tăng cường cái công tác quản lý cái tất cả các cái tiền công đức cũng như các cái hiện vật mà các cái tổ chức cá nhân đóng góp. Cái thứ ba nữa là phối hợp với các phòng cơ quan chuyên môn liên quan, đặc biệt là phòng tài chính sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra thường xuyên. Đó cũng là một cái cơ sở pháp lý cho tất cả các di tích trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như là trong cả nước sẽ có một cái gậy để chúng ta phân bổ cái nguồn này nó rõ ràng và minh bạch hơn. Mong muốn rằng là đối với những cái di tích đặc thù thì cũng có những cái cơ chế đặc thù để cho những người làm tại đền có những cái cơ sở để đảm bảo cho cái việc thu chi nó đúng theo quy định. Nghệ An hiện có trên 2.600 di tích và 92 lễ hội. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại thông tư 04 của Bộ Tài chính sẽ giúp cho công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức được chặt chẽ, minh bạch, tạo niềm tin cho người dân khi đóng góp thêm nguồn lực để bảo tồn giá trị di tích và hoạt động lễ hội, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Ông Hà Quang Dân ở xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn kiến nghị. Gia đình ông được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất nhưng chỉ có tên bố mà không có tên mẹ. Vì vậy, không được giải quyết chế độ khen thưởng và mai táng phí cho mẹ ông. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn đã có công văn số 330 trả lời như sau. Qua kiểm tra dữ liệu tại phòng nội vụ huyện Nam Đàn, thì gia đình ông Hà Quang Chuyên được cấp bằng huy chương gia đình chỉ mang tên ông Hà Quang Chuyên, không có tên bà Nguyễn Thị Bảy. Như vậy, bà Nguyễn Thị Bảy không được giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí vì bà không có tên trong bảng huy chương kháng chiến hạng nhất của gia đình ông Hà Quang Chuyên. Vừa qua, chương trình hộp thư truyền hình nhận được ý kiến của một số công dân ở các xã Mã Thành, Công Thành, huyện Yên Thành, đề nghị chi trả chế độ và tặng quà cho các đối tượng chính sách nên trực tiếp gửi về các xã. Về vấn đề này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời như sau. Tỉnh Nghệ An hiện đang thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống dịch vụ chi trả bưu điện. Một bộ phận người già yếu, bị bệnh, không đi lại được, có nguyện vọng nhận chế độ tại nhà, được nhân viên chi trả bưu điện đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Hàng năm, nhân ngày lễ, Tết, Nghệ An thực hiện chi trả hơn 83.000 suất quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng. Số suất quà này đã được chi trả cùng với trợ cấp của tháng đó. Chị Vi Thị Hằng ở bản Nam Sơn, xã Chi Khê, huyện Con Cuông phản ánh, số diện tích đất rừng sản xuất đã giao cho các hộ dân chủ yếu là rừng nghèo, không có giá trị, đề nghị tạo điều kiện cho người dân được chuyển đổi mục đích để trồng rừng, phát triển kinh tế. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời như sau. Căn cứ các quy định hiện hành liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó có nội dung
không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác, trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do chính phủ quyết định. Vì vậy, bất cứ diện tích rừng tự nhiên nào đều không được chuyển đổi sang trồng keo và các loại cây trồng khác mà phải thực hiện các biện pháp khoanh nuôi, bảo vệ rừng theo đúng quy định của pháp luật. Chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.